Dầm rộ tin nhắn nam em xin tiền mẹ nuôi nhanh chóng đổi thái độ khi bị ngăn cấm yêu chồng sắp cưới. Thời gian gần đây nam em liên tục trở thành chủ đề chiếm sóng mạng xã hội vì những ồn ào xoay quanh người đẹp và chồng sắp cưới. Ngày 6 tháng 12 trong một diễn bàn bàn chuyện Bebit, netizen bất ngờ lan truyền tin nhắn được cho là nam em xin tiền một người mà cô gọi là mẹ. Theo nội dung trong ảnh, nam em mong đối phương cho cô tiền đi du lịch vì cảm thấy không ổn hay sửa lại nhà dưới quê để mỗi lần stress có nơi để xả. Mới đây một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em trong đoạn tin nhắn đã lên tiếng ngay phần bình luận bài đăng của cô. Người này cho biết mình là một giảng viên đại học chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi, đã theo dõi và cảm mến nam em. Sau khi xem chương trình Vô Lăng Tình Yêu, sau khi có cơ hội gặp trực tiếp nhờ sự giới thiệu của bạn bè, chính nam em là người ngỏ ý muốn được gọi người phụ nữ này là mẹ. Người này còn tiết lộ đã từng cho nam em tiền cũng như để cô vay mượn còn khuyên bảo nam em nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với đối tượng sắp cưới. Sau cùng tài khoản này mong mọi ồn ào tiến nong với nam em được khép lại ngay sau đó nam em để lại bình luận đáp trả thừa nhận được người này cho một khoản tiền tôi không đến với bà ấy vì tiền tôi thương bà ấy thật lòng nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy mẹ này hơi lạ mẹ thương con mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên nam em còn tiết lộ việc cô và người yêu công khai cũng vì nhân vật mẹ nuôi nhờ an ninh mạng điều tra lý lịch của bạn tôi quậy tung trời lên nên chúng tôi mới công khai chứ chúng tôi muốn bình yên ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay sau khi công khai chồng sắp cưới nam em liên tục đối mặt nhiều thị phi trên mạng xã hội khi nửa kia bị đào chuyện quá khứ hiện tại nam em vẫn nhất quyết bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực nhắm đến cả hai Puka Jin Tuấn Kiệt tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật. Nam em chỉ thẳng tên một nhân vật với chức danh cao cả, tuyên bố chiến tới cùng. Từ sau khi công khai bạn trai về tiết lộ dự định đám cưới, nam em liên tục khuấy đảo mạng xã hội. Gần đây dưới bài đăng trên trang cá nhân, cô bất ngờ lên tiếng về những góc khuất trong thời gian cô hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt nam em chỉ thẳng tên một nhân vật mà cô gọi là mẹ và cho rằng người này đứng đằng sau bài trò. Đây cũng là lý do khiến nam em công khai bạn trai. Cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận được hương vị của từng ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của người nghe. Mẹ đã dành hết thời gian của mẹ để bỏ tiền ra mua hết người này đến người kia, sau đó họ phục tùng mẹ như một vị thần Ai Cập cổ đại. Mẹ không mua được tôi nên mẹ cay cú, mẹ phá tưng bừng khói lửa. Không có mẹ nào thương con mà đi phá hạnh phúc của con mình. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng, không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên. Nhớ an ninh mạng điều tra lý lịch bạn tôi nên chúng tôi mới công khai, trừ chúng tôi muốn bình yên, bây giờ còn chút cay cú, vì ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay, phải quậy phá cho tung trời lên mới thỏa mãn cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc đời con bất hạnh lắm khi có một người mẹ như mẹ chia sẻ thêm về người mà cô từng gọi là mẹ nam em cho biết bản thân đã rất tin tưởng người này nên có chuyện gì cũng tâm sự tôi cảm thấy mình như một cô công chúa được bảo vệ trong vòng tay của mẹ hiền nhưng tất cả chỉ là ảo mộng nếu thật sự mẹ tôi xem tôi là con ruột là máu mủ thì sẽ không như thế chính bản thân tôi cũng nhiều lần tổn thương rồi tôi lại cho qua vì tôi nghĩ nhịn một chút cho sóng yên biển lặng nhưng bà ấy thì không bà ấy nghĩ rằng những sự thành công của tôi là do bà ấy tạo ra nên bà ấy có quyền cướp đi tất cả mọi thứ của tôi bằng việc chạy xít đinh thao túng tâm lý khán giả để cho người ta thấy tôi là một người xấu xí tệ bạc tôi đã quá thấm câu tiền nó bạc lắm tôi không đến với bà ấy vì tiền tôi thương bà ấy thật lòng nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy tôi mong rằng mọi người thấu hiểu câu chuyện của tôi đồng tiền nó cũng có nhân quả và tôi đang chịu nhân quả từ đó nên tôi hiểu từ nay cuộc sống của tôi bình yên trở lại rồi vì tôi biết cho dù chỉ có một người còn tin tôi thì tôi không còn bị cảm giác lạc lõng giữa thế giới loài người. Vẫn còn rất nhiều người tử tế trên đời này, vì họ không phân bua nên họ không thích xuất hiện trên mạng xã hội. Còn nghiệp của tôi là nghiệp nghệ sĩ nên tôi phải lên tiếng nói để bảo vệ chính mình, bảo vệ chính nghĩa, nguyên văn chia sẻ của Nam em. Trước đây trong tháng 11, Nam em bất ngờ cập nhật trạng thái đang hẹn hò trên Facebook. Dưới bài đăng này, nhiều người yêu mến Nam em chúc mừng cô đã tìm được một nửa đích thực, có người còn bày tỏ xúc động vui mừng khi thấy cô hạnh phúc sau nhiều tổn thương tình cảm trong quá khứ và mong cô sớm lên xe hoa. Ngày 24 tháng 11, quản lý của nam em xác nhận thông tin cô đang hẹn hò bạn trai cô tên là Cường đang kinh doanh lĩnh vực phong thủy. Tính đến nay, nam em và bạn trai yêu nhau đã được 6 tháng. Nam em sinh năm 96 tại Tiền Giang từng nâng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 và ghi tên mình vào top 8 hoa hậu trái đất 2016. Năm 2022, nam em khiến khán giả chú ý khi trở lại với đường đua nhan sắc tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc, cuộc sống của nam em có nhiều thay đổi. Cô chủ yếu tập trung cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà và tụ điểm ca hát. Nam em gây xôn xao khi đăng đàn bày tỏ hối hận bước chân vào showbiz. Cái tên của Hoa Khôi ca sĩ Nam Em những ngày qua có thể nói là đề tài được cư dân mạng tìm kiếm, quan tâm bàn tán nhất khắp cả mạng. Hàng loạt drama liên quan đến nam em bị chia sẻ khắp nơi, nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bên vực người chỉ trích khiến câu chuyện của cô bị đẩy đi xa. Theo đó, drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi vị hôn phu của nam em bị netizen nhanh chóng bóc trần quá khứ không trong sạch. Nhiều lời kêu gọi giải cứu nam em bắt đầu tràn lan. Không nhẫn nhịn trước sự công kích, nam em quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai, đanh thép đối đầu cộng đồng mạng, một mực khẳng định tình yêu của mình. Chưa hết, mới đây, Nam em vướng lùm xùm có lời tố bị anti-fan chơi xấu, tặng cháo sò nhưng khi cô ăn thì biết có những thứ dơ bẩn. Người tình sân khấu của cô Bạch Công Khanh cũng bị lôi vào cuộc khi cho rằng FC của nam ca sĩ liên tục mưu hại cô. Thậm chí nam em còn tố Bạch Công Khanh là người cộng đồng LGBT, loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là làm cho khán giả vui. Nam em còn bị đào lại hàng loạt drama trước đó Điển hình là câu chuyện cô tham gia game show Vô Lăng Tình Yêu, người trong ekip cũ bất ngờ lên tiếng nói nam em là có tính không giống ai, bị nhận xét là chơi game dơ bẩn, làm khó ekip. Giữa ồn ào sự việc, thì tối ngày 5 tháng 12, người đẹp gốc Tiền Giang có bài đăng trên trang cá nhân với câu từ đầy ẩn ý, chia sẻ bản thân hối hận khi tham gia showbiz, tự nhận bản thân chỉ là miếng mùi ngon. Cụ thể, nam em có viết, các bạn nói đúng, cuộc đời tôi chỉ là một miếng mùi ngon, nếu được chọn lại nơi sinh ra, tôi muốn tôi là một cô bé dễ nhìn, ba mẹ là giáo viên và tôi cũng sẽ viết nối nghề của ba mẹ. Tới đây tôi nói thật sự hiểu, tại sao ba mẹ tôi lại muốn tôi lớn lên làm cô giáo chứ không phải làm nghệ thuật. Bài đăng của nam em trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Có thể thấy người đẹp đang phải gánh nhiều điều tiếng không hay, ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống và tâm lý của cô. Các fan cũng đưa ra nhiều lời khuyên, mong nam em tốt nhất trong thời điểm này giữ im lặng nhằm xoa dịu dư luận, hạn chế sử dụng mạng xã hội và phát ngôn trong thời điểm nhạy cảm này. Nam em bất ngờ tổ ai đó đã bày trò sau lưng nên phải công khai bạn trai tuyên bố chiến tới cùng. Từ khi công khai bạn trai và tiết lộ dự định đám cưới, nam em liên tục khuấy đảo mạng xã hội. Gần đây dưới bài đăng trên trang cá nhân, cô bất ngờ lên tiếng kể những góc khuất trong thời gian cô hoạt động nghệ thuật. Nam em còn chỉ thẳng tên một nhân vật mà cô gọi là mẹ và cho rằng người này đã đứng đằng sau bày trò. Và đây cũng là lý do khiến nam em công khai bạn trai. Cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận được hương vị của từng ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của con mẹ đã dành hết thời gian của mẹ để bỏ tiền ra mua hết người này đến người kia, sau đó họ phục tùng mẹ nhân một vị thần Ai Cập cổ đại. Mẹ không mua được tôi nên mẹ gây cú, mẹ phá tưng bừng khói lửa. Không có mẹ nào thương con mà đi phá hạnh phúc của con mình. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ. Không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên nhờ an ninh mạng điều tra lý lịch của bạn tôi quậy tung trời lên nên chúng tôi mới công khai chứ chúng tôi muốn bình yên bây giờ còn chút cay cú vì ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay phải quậy phá cho tung trời mới thỏa mãn sự sung sướng của mẹ cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc đời con bất hạnh lắm khi có một người mẹ như mẹ Chia sẻ thêm về người cô từng gọi là mẹ, nam em cho biết bản thân đã rất tin tưởng người này, nên có chuyện gì cũng tâm sự. Tôi cảm thấy mình như một cô công chúa được bảo vệ trong vòng tay của mẹ hiền, nhưng tất cả chỉ là ảo mộng. Nếu thật sự mẹ tôi xem tôi là con ruột, là máu mổ, sẽ không như thế. Chính bản thân tôi cũng nhiều lần tổn thương, rồi tôi lại cho qua vì tôi nghĩ nhịn một chút, cho sóng yên biển lặng, nhưng bà ấy thì không. Bà ấy nghĩ rằng những sự thành công của tôi là do bà ấy tạo ra, nên bà ấy có quyền cướp đi tất cả mọi thứ của tôi bằng việc chạy xích đinh thao túng tâm lý khán giả, để cho người ta thấy tôi là một người xấu xí tệ bạc. Tôi đã thấm câu tiền nó bạc lắm. Tôi không đến với bà ấy vì tiền, tôi thương bà ấy thật lòng. Nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy. Tôi mong rằng mọi người thấu hiểu câu chuyện của tôi. Đồng tiền nó cũng có nhân quả. Và tôi đang chịu nhân quả từ đó nên tôi hiểu. Từ nay cuộc sống của tôi bình yên trở lại rồi. Vì tôi biết, cho dù chỉ còn một người tin tôi, thì tôi không còn bị cảm giác lạc lõng giữa thế giới loài người. Vẫn còn rất nhiều người tử tế. Vì họ không phân bua, nên họ không thích xuất hiện trên mạng xã hội. Còn nghiệp của tôi là nghiệp nghệ sĩ, nên tôi phải lên tiếng nói để bảo vệ chính mình nguyên văn chia sẻ của nam em. Sau khi chút hết ruột gan nói lên nỗi niềm dồn nén bao lâu, nam em thẳng thắn tuyên bố xin phép từ hôm nay thấy cái gì tiêu cực là block hết để đầu óc thành thôi. Hiện chia sẻ của cô về người mà cô từng tin tưởng gọi là mẹ, có thời gian đồng hành trong lúc cô hoạt động nghệ thuật, đang nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng. Câu chuyện chưa ngã ngũ và phía nhân vật bị nam em chỉ thẳng chưa lên tiếng. Thời gian qua, nam em thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng, tưởng chừng cô đã tìm được tình yêu, cuộc đời sang trang hạnh phúc hơn, nhưng nào ngờ drama liên tục ập đến, từ việc chồng sắp cưới nhập viện, tố có anti-fan bày trò, tố mẹ đứng đằng sau phá hạnh phúc. Chồng chưa cưới dính tin đồn nợ nần, đã có hai đời vợ, nam em phản ứng ra sao? Thời gian vừa qua nam em liên tục có động thái úp mở về việc sắp sửa làm đám cưới không lâu sau khi công khai bạn trai, nàng hậu đã chia sẻ loạt hình ảnh dòng trạng thái khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc cô sắp lên xe hoa. Được biết bạn trai nam em đang kinh doanh lĩnh vực phong thủy. Đến thời điểm hiện tại, nam em và bạn trai yêu được 6 tháng. Anh chàng này cũng đã ra mặt bảo vệ bạn gái trên mạng xã hội. Chồng sắp cưới của nam em công khai hình ảnh cùng với cô nàng, đồng thời có bài viết dài gửi tới cộng đồng mạng đã quan tâm đến mình thời gian qua. Tôi biết các bạn fan yêu quý nam em dành cho nam em nhiều tình cảm. Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát. Nam em cần được sự tôn trọng cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước tiếp vì thế mà tôi ở đây bạn trai nam em chia sẻ thế nhưng mới đây đã có những tin đồn không hay về anh theo đó anh chàng được cho là vướng cảnh nợ nần còn có tin anh đã có hai đời vợ và hiện có ba người con hiện phía nam em từ chối trả lời vấn đề này trước truyền thông nhưng cô tiếp tục có bài đăng đáng chú ý trên trang cá nhân nam em thừa nhận chuyện tình cảm của mình và bạn trai không được nhiều người ủng hộ nhưng cô vẫn hết sức tin tưởng và tình cảm không quan tâm tới quá khứ của bạn trai cả hai đều không được ủng hộ khi yêu nhau và sau đó tất cả những người đến hôn lễ đều khóc không có một tình yêu nào đẹp mà không trải qua sóng gió nên đám cưới sẽ không diễn ra nếu như khán giả không hài lòng đối với tôi quan trọng là những lúc ốm đau có người bên cạnh còn có đám cưới cũng được không có chúng tôi vẫn vui vẻ nam em bày tỏ em không quan trọng quá khứ của anh ra sao em chỉ quan tâm lúc em ốm đau mệt mỏi anh là người cùng em sẻ chia gánh vác những khó khăn em phải trải qua nếu như em không công khai thì anh cũng sẽ không phải chịu những giọt nước hàm oan thương anh